jadi kit na tuon. Ini mami na kaya subo na. Mira. Hello anh. Hello Sơn Mai. Chờ anh ơi làm xong câu này nữa mình được về. Đấy thì mình dựa nó to hơn là cái số 3 này. Đấy thấy chưa? Nhìn cái mộng thì là mình biết được là bỏ cái chị chiếu lên nhé. Mình hơi nhiều kéo mà thôi kể cả nữa. Đặt thằng này. Đấy, số 4 vừa này. Như mộng này thì số 1. Đấy. Số 1 vừa lắm này. Nhưng mọi người đi cơ nha, cho một loạt luôn này cho nó nhanh mà về kiểu nhìn quen mắt rồi cho nên là chỉ cần đặt tiệc lên là được nhé. Nó vừa luôn này. Đấy, đây là nó kiểu bị kéo mình cho vô này. Đây đúng là kiểu kéo nhé. Mà này cũng là con hơi ít này. Đấy, chỉ cần nhìn mà biết được cái ngọn này nó vừa cái tiệm số mấy. Đấy, số 4 là vừa luôn này, vừa phim luôn. Đấy, ở bên ngọn này là số 4, cái ngọn vừa rồi là số 3 nhé. Đấy, đặt cao khác là vừa đủ luôn. Ngọn này thì là số 7 này. Mọi người to đấy. Ok. Con đi lắm đấy. Thì đây. Ok. Một bàn cắt tượng, cắt nó tướng được đi. Tướng đội băng nhau rồi. Nên là mình lại cái tay lên cắt tượng sáng đôi tay đi luôn nhé. Cắt cho nó nặng bữa cho đỡ bị vướng, xong rồi mình đo lại. Mọi người nghe có rõ không? Này, mình sẽ chỉ cho mọi người cắt cái mộng này. Cảm ơn nhé. Là cái đầu bằng ngón tay này, đầu tròn này. Là cái vương miếng cành này. Đấy, chỉ cần vừa vào một cái nhẹ nhàng nữa là nó vừa đẹp luôn. Nhớ mọi người nha. Mọi người bình thường thì làm cái phóng này là em sẽ hãy bỏ tịt nhé. Bỏ tịt cho nó không cái phóng ra cho nó gòn. Mọi người thấy chưa? Bởi vì cái tay của khách này nó cũng mỏng, nó cũng hơi to đấy. Thế nên mình làm nó gọn lên tí cho nó đỡ nhưng nó dẹt quá, nó thô quá. Bọt này thì có những cái phóng này là mình hãy bọt nhé. Vì lại là cái tịt nó thua này. Nó thường thường nếu như mà mình cắt thành cái phóng này mà mình không bọt được cái đầu mỏng của nó hay thì bị bẩn đấy. Chịu quá một cái. Này thì chẳng cái con nó còn vào thứ hai nữa là cái đầu mà nó đủ cái độ thẳng bên dưới nó không bị vạch đấy. Chưa, nếu mình bận được nó đều rồi không cần phải rửa nhiều nữa. Rửa quá một cái là nó vào khó luôn. Kề lại đi cái lăn này. Mọi người nghe có rõ không nhỉ? Để cái lăn cho nó băng xuống đừng để nó hư.
như cái ngọn lửa của cái bàn tay nó hơi dài một tí nhé, mình sẽ rửa mình hẳn đi một tí. Đấy, rất là đơn giản, bọt đấy là để có tác dụng làm thịt gặp nó thẳng nhé. Còn thịt con này mình rửa cái đầu nó nhỏ vào thì thường nó hay bị vảnh lên nếu như không bọt nó vào. Còn những người nào đã cực hơn thì cũng được, thì nói chung là cũng không bị vảnh. Nhét qua thịt ra này, cứ nhặt qua thịt ra cho nó đờ, ngọn này nó lệch lại, để mình đập bột vào cho nó đờ bị dính giá. Nhặt quá nhá, nhặt nhẹ nhàng thôi, đừng có giặt mạnh quá thì sượt ra để chảy máu rồi, toán lắm. Ai mơ thì đập hột thì không cần phải bối nhiều, chỉ trọng ở chỗ cái phần mỏng thật thôi. Bởi vì cái phần mỏng thật thì thường nếu như mà lỡ như mà có cái dầu nó dính vào ấy, thì mình thể bôi brine vừa lên vừa tiết dịch nó vừa tẩy đi cái dầu ấy. Còn cái mỏng thật thì và cái tịt thì nó liquid, nó làm chảy cái tịt, cho nên là nó sẽ dịch, nó không bị bóng. Đấy, thử bột vì lì tẩy ý tượng này. Đấy, đặt nhẹ nhàng nhé, đừng có thả ra liền, mọi người thả ra liền nó hay bị tan hai bên đấy, mình giữ một tí. Sợ nó khô lắm. Đâu dầm cái chân này, dầm cái chân mỏng xuống này. Và đưa đúng hai cành. Đấy, trên cái lưng. Thường làm cái phong này là trên cái lưng mình hãy để nó dày một tí, xong cái đầu mình là cho mỏng xuống. Thì cái phòng này rùa không cẩn thận là hay bị bệnh lắm. Alo mọi người nhá, alo Trần Ân, alo Phương Anh. Đấy. Để mình coi. À, vẽ long quăng nhá. Đây là món vẽ long quăng, tưởng là hết khỏi rồi vẫn chưa hết. Đấy, đâu này, mình giữ một tí nhé, xong là đưa nó ra này, đừng có để nó tràn xuống hai bên. Khi mọi người mà đặt cục bột đến mà thả ra liền nó hay bị tràn xuống hai bên. Đặt này, đấy lại thì được đặt cái chân nó mỏng lên. Xong mới dừa bột ở ngay cái phần lưng cho nó dày lên một tí. Phóng này là phải cho cái lưng nó dày lên một tí nhé. Xong cái chân mỏng, rồi ra cái đầu mỏng phải mỏng. Uống phong nhọn, phong valina nhiều rồi. Vừa đi làm quả phong mỏng nặng này lại chuyện cho vui. Mình vừa cùng có nhiều người hỏi tại sao không lấy phong khác. Đấy. Cái tay của khách này ấy, là cái mỏng thật của nó cứ hay ăn với phía bên trong nhiều ấy. Cái bằng thật nó ra đến đây luôn, còn phía bên đi thì đủ, cho nên là mình phải
đập cái cục bột lên cho nó đều từ trên xuống dưới luôn, để nó không bị bên không vì bên dây bên mỏng. Bình thường làm cho cạnh thì mình chỉ cần nó sát vừa đủ thế này luôn, chứ không sát hơn nữa nhé. Nhưng những cái tay này mà làm sát hơn nữa thì đến lúc mà mọc ra nhìn cái chân nó dày, nhìn cái chân mỏng nó dày. Bên cái góc này nó thiếu một tí bột này, mình chế bột một tí để cho nó đủ. Đặt nhẹ nhàng này, dừa một tí rồi đưa nó ra này, dọc cái tay xuống, đưa hai bên nó vào. Chân khi mà mình đã đưa cục bột nó sát vô rồi thì mình chưa cần phải bột cái chân, bột nó cũng chưa khô đấy. Dưới bây bắt đầu cái bột này, trước cái bột là mình thập cái tội vậy thì được này. Cái tiệm ở dưới mình dùa nó tương đối form gần chuẩn rồi. Đắp bột thì mình chỉ cần chặn theo cái form cái tiệm ấy, thì bột của cái mỏng của mình nó vào form luôn. Chân này để cái lưng mỏng nó dày một tí, chúng tôi vụt ra ngoài đầu mỏng mỏng nhé. Nghe bao ngủ hả? Tại nó mới nghe buồn ngủ phải ngay. Xong rồi nhá, phòng tương đối vừa rồi. Giờ này về là vừa. Nói nhẹ nhàng quá ai buồn ngủ quá. Nói mạnh mẽ quá thì thương người ta sợ. Đấy, lấy cục bột vừa đủ nhé. Đặt cục bột lên này, cạnh xa cái chân một tí. Xong mình đi đây, đẩy vô cho nó mỏng. Đây là lại một tí được đập mỏng chân này. Chỉ cần giếng chổi đập cổ bột xuống là cái chân nó vừa bột nó vừa vào chân vừa mỏng luôn nhé.
cho nó đủ cái đầu mọng này. Chặn một vòng tròn nó vào xuống bên cái góc bên này, nó còn thiếu một tí bột nhé. Đây mình kiếm nó vào. Thấy cái phóng chưa? Cái phóng này nó đắp nó chỉ thế này thôi. Đúng cú vảnh quá. Vảnh quá thì lúc mà mọc ra nó càng vảnh nữa. Lúc mà mình đắp bột nó vảnh. Chào anh Hùng nhá. Đây anh ơi. Hôm nay vẻ long ngoằng anh ạ. Đây có bột này. Khi mà bột nó hơi ướt thì mình nhấp nhấp như dự một tí là nó vào mất bột nó từ chạy vào chân luôn. Đấy, cái lá phân để phần lưng mới dày một tí. Xong bắt đầu lá phân bên ngoài. Mình bột kia vào bên ngoài nó mỏng xuống. Đáng khơi. Đấy. Mình nằm cái chổi xuống ngay cái phần lưng ấy. Xong mình kéo ra cái đầu cho nó mỏng xuống. Đấy. Người ta thì ngang. Nó không mỏng quá, nó cũng không dày quá. Mày cục bột vừa đủ này. Mình không thậm được nhé. Đâm một tí này, cái nhựa một tí. Xong rồi đưa cục bột ra này. Đó, nó nằm gọn cái mỏng. Đẩy vô hai cành. Cục bột nó vừa thế thì là mọi người phải nhánh tay để chỉnh cho kịp. Nó không bị chảy xuống hai bên. Tay của cách này cũng lành đấy, nhưng mà mình phải biết cắn được cái mức độ để bột nó chạy đấy. Đấy. Cái ngọn này bây giờ mình mới thấy nó hơi bị lệch vào cái này một tí. Mình phải đưa bột vào đây này. Nó thẳng thì có mỏng nhá. Đây, cho nên là đập xong cái ngọn này thì nó nhìn nó hơi to một tí. Đấy. Mỏng này thì mình sẽ tròn hơi dây đấy một tí thì đặt ngay đây này, không cần phải mao chấn nữa. Nếu như mà bột mà bị má bô ấy thì mọi người cho hết vào chấn, nhưng bột không mà bị má bô thì chỉ cần đặt ở trên lưng với kẹo giá thôi. Đấy. Cái này tìm là dù để chỉnh xấu nhất. Bọn này thì dùa để chỉnh này nhé. Bọn này nó khó không bị, cho nên là hơi bị lệch. Anh Hùng đi lên thầy rồi. Em khỏe anh ạ. Hôm nào đọc bài anh đọc được. Được luôn nha anh. Cho em sang anh cũng về. Cả bay nhé, em mà người thật đâu, mà cục bột lấy một phát ướt nhé. Xong mình rúng mấy phát cho nó chảy vào chân này. Đấy. Khi mà nó chảy gần vào đủ vào chân rồi thì mình dừng lại. Xong lại tìm được, mình cụt cái chân này. Lấy được, tìm được cái dâm cái chân này. Nó
vừa bọng nó vừa không bị dị giá. Đậy lên cho khi lưng nó dây một tí. Nó mới vụt ra lại này. Theo cái thịt củ bên phần cái thịt khó ở dưới. Đấy, là nó sẽ có cái form rồi. Chưa? Cái mọng này nó hơi bị mẹo một tí ở cái chân phía bên trong. Thì em sẽ thêm một tí bột vào đấy nhé. Đấy. Chà, nhìn cái form nó tròn liền. Hôm nay đắp bột của Trần Ấn nha, đắp bột số 14. Người thấy không? Đấy, bút số 14 của Trần Ấn. Đây một tí bột này, cái ngọn này đây. Nếu như mà đặt ngang nó to quá, ai mà người dừ một tí này, xong đưa nó xuống này, đừng một thả ra liền. Thấy chưa? Thả kéo xuống này là nó nằm gọn cái bột trong mỏng. Thấy như vậy hơi bị khuất tí, xin lỗi mọi người. Đập xuống nó đủ nhé. Mình vừa đập vừa vụt này. Này ra đến cái đầu mọng này. Vì nhưng mà cục bột nó hơi bị khô một tí rồi thì mình phải ém xuống này. Bởi vì mà bột nó nằm ở trên cái tịp thì mình có thể ém được. Còn bột mà nằm đang nằm ở trên mọng thật mà khô là loạch nhé. Cho nó ra nhé. Bởi vì là bột nó sẽ ăn cái tịp. Bột này thực sự nó làm chảy cái tịp. Nó ăn được. Còn ở trong mọng thật thì nếu mà bị khô như vậy rồi là không được. Rồi chuẩn bị bắt đầu dột xuống mọi người. Đấy, bật lại cho kỳ. Đây mọi người thấy chưa? Chỉ lại nhà cái gâm này. Lợi nó thẳng này. Đúng một lợi hách lên. Nhiều người làm hách ấy. Bị cái mọc ra nghiêng, mọc ăn vệnh ngược ấy. Đấy, xong một mọc. Sức ấy. Khi mà mình gặn tiệm, mình rửa tiệm chuẩn rồi thì mình đắp bột ra mình rửa thì có cái rất là nhanh. Cái mọng này này, cái mọng thật của nó ăn vào ở trong phía trong nhiều á, đấy nó ăn hết là cái phần thịt luôn.
còn bên này nó vẫn đủ, cho nên nó lại nhà ở chỗ này. Đẩy cái giá hai bên cho nó tách ra, đâu kéo thẳng như âm. Rồi qua rồi lại thì phạt ra nó tròn. Thẳng đi gầm này, xong rồi dùa dùa form này, dùa cái form này, cái thao tác tay của mình rất là nhẹ nhàng nhé mọi người. Đừng có tí mảnh cái tay dùa ấy. Dạ mở ở dưới, có cái vặn ở dưới. Dạ còn hai chai này không mở được. Dạ chai của em với chai của anh thì mở được, còn cái này không mở được. Đấy mọi người thấy không, thả bạn thấy rất là nhẹ, cầm lỏng lẳng. Dù cái phóng này mà mình mảnh tay là nó không. Cái như thế này là bị lấy vỏ trống nhé. Giờ mình đẩy này, đẩy gầm trước. Đấy, bọn này thì mình phải lấy gòn ở trên đấy. Bắt đầu này, mình đẩy bên cái chỗ thưa, đẩy bên chỗ thưa trước, xong rồi đưa sang này. Đánh vừa vừa thôi. Làm nốt con đi rồi về. Nói con thì cũng đúng thôi, tại vì là con bé nhưng mà có được có 15 tuổi thôi. Bố mẹ đứa đến mà. Thẳng cái gầm một tí. Đấy, phóng này không cần gì mảnh tay nhé. Ví dụ nhẹ tay là nó tròn. Cũng giống như kiểu mà dù cả cái phóng phóng khác, cái phóng lây ma hoặc là phóng vuông, mọi người mình chùa thẳng thì cũng phải bị nhẹ đấy. Đấy, đẩy đẩy đi gầm xong rồi kéo thẳng này. Ngọn này nó còn chứa khô bột, nó còn chứa khô bột. Cho nên rùa nhẹ tay này. Đấy.
giờ nó cũng tương lắm. Cho cái tay kia vô đen tịt ngay. Xong rồi này. Xong. Thì mình này. Thường mình hãy thì mình bằng cái đầu nhỏ nhé. Đua lại sạch chấn mà nó cũng dễ chảy. Nhưng mà cái mìn của mình nó phun nặng này. Đang chờ để cho xuống một tí. Sorry. Tuy mạnh là bên mình đọc rất là mỏng. Thả này, thả nhẹ cái vừa này. Để đóng ra nhé. Dán đến cái đầu nó dướng xuống một tí. Bởi vì phóng này nó cần phải cái đồ cóng một tí. Nhưng mà làm cái phóng này nó thẳng quá thì nhìn nó ngầy lắm. Nó đỡ quá. Thẳng quá thì nhìn nó đỡ cái phóng. Đọc lên này, cái lưng mỏng để nguyên này. Trong từ cái lưng mỏng ra cái đầu mỏng thì để nâng cái dù một tí. Rồi xuống khi nào mình nhìn thấy cái đầu mỏng nó mỏng vừa đủ rồi là được. Đấy, thấy chưa? Hơi cong một tí. Đó thì đó cũng là một cái cách chủ của mình thôi, còn có nhiều người có nhiều cách khác nhau nữa. Đấy, lại sạch chân này, chân thì cũng cần phải dùa nhiều thì nó lại sạch thôi, cái lưng mỏng để biết cái từ cái lưng mỏng ra đến đâu mỏng là lại mỏng này. Đấy. Sạch chân này, con tí nữa về lông mỏng nhé, về rún. Lớn mỏng để lên này, chỉ cần lượt cái mình quá thôi. Xong rồi từ cái phần lớn mỏng ra đến đâu mỏng ra cho nó mỏng xuống. Đấy, cái chỗ này nó hơi bị thương một tí ở đây, lại luôn nó. Đấy, cái chân chỉ cần lượt qua là nó sạch liền. Mình không cần phải cái mình nhiều cho nên là không cần phải lấy nhiều bột ấy. Nên là mình dùng cái dung mềm rất là cool. Chảy chàm lên da sạch thoải mái luôn, không bị chảy máu, không bị đứt vượt da gì hết. Đấy. Đấy. Mình giếng cái tay này. Đấy, chảy lưỡi bằng tay tải nhưng mình cái giếng bên tải trước. Còn ái chạy thì phải ngược lại, ghế bên phải trước. Như lại xanh này, nhá. Thả nhẹ cái đùa nó lửa quá nó. Dạ. Sao anh? Bỏ vẽ mấy bầu thôi. À, vẽ một màu trắng thôi. Thả nhẹ. Được bằng cái đầu mình lại hết được thì lại cái móng tay đầy cái giá xuống tí để cho nó tách ra cho mình đưa vào được một lượt nhẹ này. Đầu mỏng này mỏng nữa.
Mình thấy chưa? Cái chỗ này nó hơi bị dị một tí. Mình lấy bóng tay mình vạch ra cái là nó hở liền. Xong mình có cái chỗ mà đưa cái đầu mình vô nó dễ dàng hơn. Lực này lực nhẹ nhàng thôi. Mình thả lỏng cái tay, mình đặt đầu mình ở trên bóng nó chạy. Mình lượt qua một vài. Mọi người nên lưu ý là khi mà mình tỉ mỉ nó muốn cho nó đều phóng, không bị bên cao bên thấp ấy, thì mình phải cầm thẳng cái tay này, thẳng cái đầu mình này, thấy chưa? Mọi người thấy em để thẳng cái đầu mình không? Đầu mình luôn là 5-6-6 là cái mùi của cái bọn này, cái vô này. Đấy, nó chạy này, cái tay trù của mình cũng phải chuẩn nữa. Nó chỉ cần lượt qua lượt này như thế này là nó không bị cao thấp. Lượt qua cái chân này. Xong đầu mình chạy nhá. Xong cái chỗ này vào tí, môi bụt này vào tí. Xong đầu chạy này, để thẳng cái mình này. Lượt nhẹ nhàng. Phần chân mỏng cũng mỏng rồi, phần lưng mỏng cũng đủ rồi. Chỉ cần lấy cái phần đầu mỏng sụn một tí. Đây rồi. Mình chạy. Mình thấy không? Mùi của bánh nhiều đâu, em có lợi nhiều đâu, bởi vì lúc đọc bột rồi mình cắm chuẩn thôi đấy. Cái này sạch hai bên, sạch chân ngón. Gọi là chế mịn cho nó lạng chỉ thôi chứ cũng không phải là chế để lấy bột xuống nhé. Đấy. Rồi xô tay lạng chỉ này. Thấy chưa? Đấy, cái đầu mỏng cho nó mỏng một tí nữa này. Phình ra một tí, mình đẩy nó. Cái này làm thế, cái đầu mỏng nó chưa tròn ấy, nó đã hơi bị góc cạnh một tí ấy. Thì mình lật cái ngửa cái tay này là mình thấy liền. Tại vì sao mà mình lật ngửa cái tay? Cái đây là rút kinh nghiệm từ khách. Từ khách người ta làm ấy, vừa bị người ta để cái tay thế này này. Thì khách người ta sẽ thấy hết, người ta hay soi lỡ. Thì mình phải lật ngược cái tay này để mình nhìn. Lấy đó trước. Đấy, lật ngược này. Mọi người thấy không? Thấy em lật ngược không? Lật cái này. Đấy. Là mình nhìn thấy được chỗ nào của cái đầu mỏng hay là của cái hai bên cái mỏng mà nó bị phình ra, bị lôi lỏng, chỗ nào là phải hết. Đầu mỏng mà đưa hơi bị góc cạnh một tí là mình cũng phải thấy. Cho nên là mình chỉ cần gạt qua một tí là cái đầu mỏng nó tròn. Đấy, đầu phơ để về nhé. Aber vom
Phượt quán nào ngon nhỉ? Phan Phượt á? Quán Việt Nam á? Ừ. Quán gì nhỉ? Em quên tra cái tên quán gì nhỉ? Mọi người xem like của máy ở đúng biệt quán nào ở Phan Phượt. Quán ăn nào ở Phan Phượt ngon nhỉ? Khách hỏi. So. Đấy, mình đã xong chưa? Đều nhìn cái đầu mọng nó đều chứ. Đầu mọng nó phải đều nhá. Ok. Lên này. Ok, mình sẽ về theo ảnh của khách nhé. Đây là một vẻ sau 10-20 của Trần Ấn. Trời lạnh cho nên là tạo mình chắc có lẽ nó cũng vậy. Ok, không sao. Can also photo or the guy Malian? Okay. Khách nó nói là cứ về tự nhiên đi, không quan tâm theo đường trong ảnh thì mình sẽ quật một đường đấy nhá. Bình thường có thể lên mọi người bỏ cái mặt hoặc là cái tục mặt lên thì vẻ nó mượt lắm. Nhưng mà từ mình cái số màu tặng của mình nó cũng bể bể nên mình không cần thiện. Ngồi phải định thở. Phải định thở mấy bè đúng không? Đấy. Cái này thôi. Cái đường thôi. Đây là một của khách này. Ok, đây là một của khách nhé. Một của khách nó cũng đơn giản thôi. Mình cùng bây giờ mình cùng mẹ đối mặt. Về giống như kiểu khi giờ giấy mọi người thấy không trong ảnh. Hai bên nhỏ mà ở giữa có đấy. Mình cũng theo như thế đấy. Bây giờ mình sẽ tới quả giống như kiểu tìm kiếm việc này. Trời lạnh quá nên nó sớm nó hơi đặc. Đấy, tí nữa thì bể. Đây cái đoạn này. Khi mà để cái đoạn quánh ấy, đoạn quánh cho mọi người, nhưng mà sớm đặc quá thì mọi người nằm cái cỏ xuống nhé. Nằm cái cỏ xuống.
sao bây giờ ASEAN. Ja, gut, schlimm wird es ja halt eben, wenn es irgendwie so mit PC ist und alles politisch aus allen asiatischen Richtungen. Das erste Wort ist mit Plurimar. Katastrophe. Jetzt? Es sollte authentisch sein, gleich wichtig. Oder auch fertig, ich glaube, nicht. Nee, cái này ở đấy thì sẽ đi một cái đường ngược lại thì giống như kiểu một cái trái tim hai nửa trái tim chắp với nhau. Con này bao nhiêu tiền đấy? Đâu? Nó mới rồi đúng không? Mới nào? Mới. Năm chục không? Dạ. Chỗ này thì mình bị ngược đấy. Cho nên là mình sẽ lật ngược cái đáy lại một tí. Đấy, thấy chưa? Đấy, nó cũng hơi rộng bên này. Ở bên trong này nó trọng quá thì mình chơi là chơi một đường. Nên cho phụ. Những cái mông này mà khách gặp khách dễ, người ta có bắt vẽ thì dễ về. Có nhiều khách ấy, có nhiều khách cứ bắt mình được về gọi là ý trang ở trong ảnh ấy. Mỗi một khách một đường về, mình về một đường nhá. Chắc là cũng về cho nó cái giờ dây ở đấy. Giống như kiểu trẻ em chơi đôi hai. Bình thường nếu như mà cái sơn mà cắm vào nó sưởi thì nó sẽ vẻ hơn đấy. Đang kẹo một cái đường vẽ nhé, nếu như mà bị bể màu ấy
đi biết quãng để dừng lại, dừng lại để đi lại, đừng đừng cố gắng. Xuống mang cái con xuống mình đi kéo này. Khách đã cho mình từ gió về rồi thì cứ về về đài nhé. Đuôi ra theo mẫu của khách đấy, mẫu của khách như thế này, mình về như thế này. Đẩy tốt cho nó đủ cái chân. Đau mỏng thì không cần phải khóa nhé. Anh em nào mà sợ bị có cái tốt thì khóa. Còn mình thì không. Đấy, bị trao một tí này, vẹt luôn này. Bình thường lắm đó. Also es hält länger, aber dann irgendwo ist es rausgewachsen und dann sieht es mal schön aus. Du guckst böse, er guckt immer ganz an. Nhìn cái phòng này như hạt đầu. Mình chưa vẽ thì khách là đòi bộ đen rồi.
cung ngọn vườn, những cái ngọn thẳng là đều phải bằng nhau nhé. Chủ yếu là bám ngọn này. Đấy. Thôi chào tạm biệt tất cả mọi người. Phải tịch.